Theo sử sách, vua Minh Mạng là vị vua anh minh, có nhiều cải cách táo bạo theo hướng hợp lý, đơn giản và hiệu quả. Sau gần 11 năm lên ngôi thay vua cha trị vì đất nước, ngày 1 tháng 10 năm Tân Mão, tức ngày 4 tháng 11 năm 1831, vua Minh Mạng đã ban chiếu chia các trấn phía Bắc thành 18 tỉnh, trong đó có tỉnh Hưng Yên. 190 năm kể từ ngày thành lập, đặc biệt từ khi có đảng lãnh đạo, Hưng Yên đã có những đổi thay kỳ diệu. Năm 2021, thu ngân sách đạt gần 18.000 tỷ đồng. Hưng Yên là một trong ba tỉnh đầu tiên của cả nước hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và là một trong 16 tỉnh tự cân đối thu chi ngân sách, có đóng góp một phần vào ngân sách quốc gia. Chỉ với ba con số đã cho thấy tầm nhìn của vua Minh Mạng về vùng đất và con người nơi đây. Một vùng đất đúng như tên gọi, hưng thịnh và yên bình. Thứ nhất kinh kỳ, thứ nhì phố hiên, câu ca xưa nghe đến là thương. Con gái quê tôi một... Vua Minh Mạng là một trong những nhà tổ chức và cải cách hành chính xuất sắc, đặt tên các tỉnh theo ba tiêu chí: vị trí địa lý, tiêu chí thứ hai đặc điểm tự nhiên, tiêu chí thứ ba đó là ước vọng, là khát vọng vua Minh Mạng đặt cho tỉnh Hưng Yên theo cái tiêu chí thứ ba, đó là ước vọng, là khát vọng, là mong muốn. Hưng Yên đã làm được cái việc đó đúng như truyền thống của mình, đúng như tên gọi của mình. Khi thành lập, tỉnh Hưng Yên gồm có 2 phủ, 8 huyện. Sau nhiều lần điều chỉnh địa giới hành chính, Hưng Yên hiện có 8 huyện, 1 thị xã và 1 thành phố. Không chỉ có lợi thế nằm ở cửa ngõ của thủ đô Hà Nội, Hưng Yên còn là trung tâm của đồng bằng Bắc Bộ. Làng Dung là làng Việt cổ ở đồng bằng Bắc Bộ. Minh chứng là có cây đề trên dưới 1.000 năm tuổi. Bản đồ quân sự của Pháp xác định nơi đây là trung tâm đồng bằng Bắc Bộ. Hưng Yên là tỉnh duy nhất của cả nước không có rừng núi, không có biển. Bù lại, Hưng Yên được thiên nhiên bao bọc bởi 2 dòng sông lớn, sông Hồng và sông Luộc. Đất đai phù sa màu mỡ. Với truyền thống đoàn kết, cần cù, thông minh và sáng tạo, các thế hệ người dân nơi đây đã kế tiếp nhau vẽ nên một bức tranh đa sắc màu về một Hưng Yên vượt khó đi lên đầy thuyết phục. Đây là vùng đất vừa thanh lịch vừa văn hiến, cái đặc trưng riêng có của Hưng Yên. Cái truyền thống văn hóa đó đã được cha ông chúng ta ngàn đời này xây dựng mới được cái truyền thống như vậy. Hưng Yên đúng là một vùng đất gọi là thiên thời địa lợi nhân hòa, là cái vùng đất mà cho đến nay chúng ta thấy là không có bị tác động của thiên nhiên, của biến đổi khí hậu, không có bão lũ, không có nước biển dâng, rất gần với thủ đô Hà Nội. Từ Hưng Yên lên Hà Nội, đi lên sân bay quốc tế, đi ra cảng biển cũng không mất một tiếng đồng hồ. Nhân dân một lòng một dạ theo đảng, đoàn kết thống nhất, có lẽ là cũng không sai khi mà đặt tên Hưng Yên là vừa hưng và vừa yên. Trong 10 thế kỷ khoa cử của các triều đại phong kiến, Hưng Yên có 228 người đỗ đại khoa, đứng thứ 3 của cả nước. Trong đó có 8 trạng nguyên, 4 bảng nhãn, 6 thám hoa, 47 hoàng giáp. 3 làng được vinh danh là làng khoa bảng Việt Nam. Tiêu biểu là Nguyễn Trung Ngạn, người làng Thổ Hoàng, huyện Ân Thi, nổi danh Thần Đồng, 16 tuổi đỗ tiến sĩ. Chuyện khó tin nhưng có thật ở Hưng Yên. Ở cái tuổi 16 mà đã đỗ tiến sĩ, mà đỗ hoàng giáp tiến sĩ thì trong lịch sử rất ít thấy. Đây là nhà chính khách, nhà chính trị có hạn của triều đại nhà Trần. Cùng với truyền thống hiếu học, Hưng Yên tự hào là vùng quê có bề dày truyền thống cách mạng. Năm 1928, tại Sài Thị, xã Thuần Hưng, huyện Khoái Châu đã thành lập chi bộ hội Việt Nam Cách Mạng Thanh Niên. Tháng 12 năm 1929, chi bộ hội được cấp trên chuyển thành chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng, chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên của Hưng Yên. Chi bộ gồm 7 đồng chí, đồng chí Đào Ngọc Đoán được cử làm bí thư chi bộ.
Sau chi bộ Sài Thị, một số chi bộ đã nhanh chóng được thành lập dưới sự chỉ đạo của Trung ương Đảng và Sứ ủy Bắc Kỳ. Đầu tháng 7 năm 1941, tỉnh đã mở hội nghị thống nhất các chi bộ Đảng tại thôn Ninh Thôn, xã Cẩm Ninh, huyện Ân Thi. Hội nghị đã cử Ban Tỉnh ủy lâm thời, nay là Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, gồm 5 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Thanh Liệu được cử làm bí thư. Cuối năm 1941, phong trào cách mạng trên phạm vi cả nước gặp nhiều khó khăn. Các hoạt động trên địa bàn Hưng Yên cũng tạm thời lắng xuống. Đầu năm 1943, Ban Cán sự tỉnh được kiện toàn gồm 4 đồng chí. Đồng chí Ba Châu là trưởng Ban Cán sự. Ban Cán sự đã nhanh chóng khôi phục phong trào cách mạng, phát triển lực lượng vũ trang, chuẩn bị cho cuộc đấu tranh giành chính quyền về tay nhân dân. Năm 43, tôi được chỉ định tham gia vào tỉnh ủy và tôi là người phụ trách phía Nam Hưng Yên. Đồng chí Hoàng Quốc Việt hoan nghênh Đảng bộ Hưng Yên đã nêu được một kinh nghiệm lớn cho Đảng là xây dựng cơ sở, xây dựng khu an toàn, biến lực lượng phản động thành lực lượng cách mạng. Đầu năm 1945, cao trào chống Nhật cứu nước diễn ra sôi nổi, mạnh mẽ trên phạm vi toàn tỉnh. Mở đầu là trận đánh Đồn Bần đêm 12 tháng 3 năm 1945 do Trung tướng Nguyễn Bình chỉ huy đã giành thắng lợi giòn giã. Trận đánh được Đại tướng Võ Nguyên Giáp đánh giá là trận đánh du kích kiểu mẫu ở đồng bằng Bắc Bộ. Trong vòng một tuần, từ ngày 14 đến ngày 22 tháng 8 năm 1945, các huyện trong tỉnh đã giành được chính quyền. Ngày 23 tháng 8 năm 1945, Ủy ban Nhân dân Cách mạng lâm thời tỉnh Hưng Yên chính thức được thành lập. Trận đánh ở Bần Yên Nhân có ý nghĩa rất lớn đối với phong trào của cả cái địa bàn Bắc Kỳ. Giữa đồng bằng, giữa Thanh Thiên, Bạch Nhật mà quân mình sẵn tiến công nó và giành thắng lợi. Hưng Yên cũng cung cấp cán bộ lãnh đạo cho Trung ương, cho các địa bàn khác. Mà tiêu biểu như đồng chí Nguyễn Quyết. Cho đến giáp khởi nghĩa ở Hà Nội rồi thì đồng chí Nguyễn Quyết mới được điều từ Hưng Yên lên Hà Nội làm bí thư thành ủy Hà Nội. Mà lúc đó mới có 23 tuổi và trong thành viên của Sứ ủy Bắc Kỳ quyết định cái khởi nghĩa Hà Nội. Và ở đây phải nói tới Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh hoạt động cách mạng rất là sớm. Bị bắt rồi đẩy đi Côn Đảo rồi lại trở về, tiếp tục đẩy ra Côn Đảo. Rất là gian khổ như thế. Cho đến cách mạng tháng 8 thì mới được trở về. Cùng với đồng chí Lê Duẩn, Đội Bắc Thôn, Lê Văn Lương và nhiều đồng chí khác để lãnh đạo phong trào của cả nước. Đấy, ta nhìn Đảng bộ Hưng Yên, những con người của Hưng Yên là trên cái tầm như thế. Sinh thời, Bác Hồ đã 10 lần về thăm Hưng Yên, nhưng lần đầu tiên là lần rất đặc biệt. Bởi chỉ sau cuộc tổng tuyển cử 4 ngày, ngày 10 tháng 1 năm 1946, Hưng Yên đã vinh dự được đón Bác về thăm. Hưng Yên tự hào là quê ngoại của Bác. Cái chuyến thăm đầu tiên Bác dặn tự nguyện tự giác đóng thuế để cho chính phủ điều hành công việc. Đặc biệt nữa, Bác rất chú trọng đến khâu cán bộ. Cán bộ phải gương mẫu để cho dân noi theo. Nhất là thực hành 4 chữ cần kiệm liêm chính để chí công vô tư. Để mà xứng đáng là người lãnh đạo nhưng mà là người đầy tớ của nhân dân. Điều dạy của Bác như thế là không chỉ có ý nghĩa với Hưng Yên đâu, ý nghĩa với cả nước. Trong 9 năm kháng chiến trường kỳ gian khổ, với lối đánh du kích, quân và dân Hưng Yên đã tạo thành một thiên la địa võng, khiến kẻ thù phải thất điên bát đảo. Hưng Yên trở thành tỉnh có phong trào chiến tranh nhân dân phát triển cao ở đồng bằng Bắc Bộ. Những chiến công của quân và dân Hưng Yên đã góp phần quan trọng cùng cả nước đánh thắng thực dân Pháp xâm lược. Ngày 1 tháng 10 năm 1958, Thủ tướng Chính phủ Phạm Văn Đồng đã bổ nhất quốc đầu tiên chính thức khởi công công trình Đại Thủy Nông Bắc Hưng Hải tại Cống Xuân Quan, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên. Anh hùng lao động, kiện tướng thủy lợi Phạm Thị Vách, người có vinh dự 22 lần được gặp Bác Hồ, đã trưởng thành từ chính quá trình làm thủy lợi trên công trình Đại Thủy Nông Bắc Hưng Hải. Nhà nước giao một khối một lao động, thế nhưng mà chúng tôi ở đội phát động nhau, tinh thần đoàn kết, vươn lên là làm từ 2 khối đến 2 khối 7, là gần 3 khối. Từ cái chỗ nào có cái phong trào thi đua, sáng kiến ra cái kéo cất đất, năng suất bằng
2-3 người đào mai đi vào trong dân xin các cái tấm gỗ loại của dân bắc dài 10-15 mét xong rồi lao, cho nên cái năng suất nó cao phấn khởi lắm. Ngày 1 tháng 5 năm 1959, ngày mở cống Xuân Quan lấy nước từ sông Hồng vào kênh Bắc Hưng Hải, ngày dòng nước phù sa của con sông Cái về với đồng ruộng đã trở thành ngày hội của nhân dân ba tỉnh Bắc Ninh, Hưng Yên và Hải Dương. Thực hiện nghị quyết số 504 ngày 26 tháng 1 năm 1968 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, hai tỉnh Hưng Yên và Hải Dương hợp nhất thành tỉnh Hải Hưng. Ngay sau khi hợp nhất, Đảng bộ đã động viên các lực lượng khắc phục mọi khó khăn, đẩy mạnh sản xuất và chiến đấu. Cùng với chi viện sức người, sức của cho miền Nam, quân dân Hải Hưng còn chắc tay cầy, vững tay súng, bắn rơi 85 máy bay Mỹ, bắt sống 17 tên giặc lái. Chiến công của quân dân Hải Hưng đã góp phần cùng cả nước làm nên thắng lợi vĩ đại của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Thực hiện nghị quyết của Quốc hội, ngày 1 tháng 1 năm 1997, tỉnh Hưng Yên chính thức được tái lập. Những năm đầu tái lập, mặc dù gặp không ít khó khăn và thách thức, song được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của các đồng chí lãnh đạo, Đảng, Nhà nước, sự giúp đỡ của các đơn vị, cơ quan trung ương, Đảng bộ và nhân dân Hưng Yên không chỉ vượt qua khó khăn thách thức mà còn khẳng định được vị thế của mình thông qua những kết quả đầy thuyết phục, tạo ra tiền đề, những động lực quan trọng cho những giai đoạn tiếp theo. Được sự quan tâm giúp đỡ của Trung ương Đảng, của Quốc hội, của Chính phủ và các bộ ngành trung ương, chúng ta đã phát huy được tối đa cái lợi thế của Hưng Yên về địa chính trị giáp với lại thủ đô Hà Nội, và thứ hai là con người Hưng Yên thì có ý chí và sức sáng tạo. Từ đấy mà chúng ta đã vượt qua được những các cái khó khăn đó. Sau nhiều lần bàn bạc thì tỉnh ủy, ban thường vụ tỉnh ủy đã quyết tâm chọn những hướng đi hết sức sáng tạo của đúng đắn, tìm nguồn đầu tư bằng hợp tác đầu tư, mà trước hết là ưu tiên cho hạ tầng giao thông. Hưng Yên lúc đó là tỉnh đột phá trong khu vực, là dám táo bạo xẻ cắt đường ngang của đường 5 để đưa công nghiệp vào. Bắt đầu từ điểm giáp với thủ đô Hà Nội là Như Quỳnh, chúng ta hình thành khu công nghiệp đầu tiên. Sau đó từ chợ Đường Cái chúng ta kẻ một đường thẳng lên đường sắt, đưa khu công nghiệp Poloia vào đó, mà chủ đầu tư là công ty Hòa Phát. Tiếp nữa, mời gọi các nhà đầu tư về khu công nghiệp Phố Lối B ở trung tâm Phố Lối bây giờ. Trên lộ trình sớm trở thành tỉnh công nghiệp, trong những năm qua, Hưng Yên tiếp tục đưa ra nhiều chủ trương, các giải pháp, ban hành nhiều chính sách khuyến khích, thúc đẩy các thành phần kinh tế phát triển, thu hút đầu tư. Ưu tiên phát triển những ngành công nghiệp có hàm lượng công nghệ cao, thân thiện với môi trường. Với những cách làm sáng tạo, quyết liệt và linh hoạt, Hưng Yên đã hình thành được những khu cụm công nghiệp hiện đại có tầm cỡ trong khu vực, tạo ra những sản phẩm chất lượng cao. Thực hiện các nghị quyết của Đại hội các nhiệm kỳ, tỉnh đã tập trung đột phá về giao thông, tiếp nhận thu hút được các doanh nghiệp lớn về tỉnh. Đi đôi với việc phát triển công nghiệp và công nghiệp sạch của tỉnh thì chúng tôi tiếp tục quy hoạch khoảng 1.000 hecta khôi phục vốn cổ và 1.000 hecta để tiếp tục phát triển sân golf, đô thị và khu vui chơi giải trí, bổ sung đầu tư công trung hạn đường kết nối di sản đi theo ven đê sông Hồng nối thẳng với thủ đô Hà Nội, mở nút giao Tân Phúc đi ba huyện, khai thác tất cả những vùng lõm. Sau khi đầu tư thành công khu đô thị sinh thái Ecopark, chúng tôi đã thành lập công ty cổ phần TDH Ecoland thuộc tập đoàn Ecopark để hợp tác với các đối tác đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc nghiên cứu phát triển tổ hợp khu đô thị công nghiệp dịch vụ logistics Lý Thường Kiệt với quy mô hơn 1.000 hecta. Lý do tỉnh Hưng Yên là nằm trong tam giác phát triển trọng tâm của khu vực phía Bắc, lại có hạ tầng kết nối giao thông cả đường sông, đường bộ, đường sắt, hàng không được rất thuận lợi, đủ điều kiện
để các nhà đầu tư có thể triển khai được những khu đô thị, những tổ hợp khu công nghiệp với quy mô lớn, chất lượng cao. Khi tái lập tỉnh, Hưng Yên là một trong ba tỉnh nghèo của cả nước. Sau 25 năm tái lập, Hưng Yên đã vươn lên mạnh mẽ. Năm 2021, thu ngân sách đạt gần 18.000 tỷ đồng, gấp gần 200 lần năm 1997. Từ năm 2017 đến nay, Hưng Yên là tỉnh tự cân đối ngân sách và có đóng góp một phần vào ngân sách quốc gia. Huyện Văn Lâm là điểm sáng trong thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách. Mặc dù với ảnh hưởng của cái tình hình Covid dự kiến đến hết năm nay thì chúng tôi sẽ thu được khoảng 2.713 tỷ, đạt khoảng 133% so với kế hoạch. Nhằm nâng cao hiệu quả trên một đơn vị canh tác, Hưng Yên sớm triển khai nhiệm vụ dồn ô đổi thửa, tạo ra những cánh đồng mẫu lớn phục vụ cho phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Cuối năm 2021, toàn tỉnh đã chuyển đổi được trên 17.000 hectare đất trồng cây hiệu quả thấp sang trồng cây hàng năm, cây lâu năm, kết hợp chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản cho hiệu quả kinh tế cao. Giá trị sản xuất trên 1 hectare canh tác năm 2020 đạt 210 triệu đồng, tăng gấp gần 10 lần năm 1997. Trước đây thì chúng tôi mơ ước thu nhập của người dân 20 triệu, 30 triệu trên người trên năm đã là quý lắm rồi. Nhưng đến năm 2021 này, trên một đơn vị hectare canh tác của chúng tôi bây giờ tính bình quân đã lên đến 780 triệu. Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Hưng Yên đã huy động được sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là sự ủng hộ của người dân. Nhiều cá nhân, tập thể đã hiến hàng trăm mét vuông đất thổ cư, tự nguyện dỡ nhà, tháo dỡ tường bao, ủng hộ hàng tỷ đồng để địa phương làm đường giao thông và các công trình phúc lợi công cộng. Xây dựng nông thôn mới là rất thiết thực, cho nên là gia đình hiến một mẫu ruộng cùng với các cháu, các con ấy, thì là tích lũy rồi là đóng góp tham gia được khoảng 2 tỷ 6, 2 tỷ 7. Trong chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, chúng tôi cho rằng là Hưng Yên không chỉ hoàn thành được tất cả chỉ tiêu tổng thể vượt so với bình quân toàn quốc, mà điển hình ở vùng. Trong đó chúng tôi đánh giá rất cao cái vai trò tái cơ cấu nông nghiệp, tìm thấy đúng lợi thế ven đô của mình để phát triển, tận dụng cái sự khéo léo, cần cù, đặc biệt rất nhạy cảm cơ chế thị trường của người nông dân Hưng Yên. Chỗ nào cũng tìm thấy lợi thế làm ăn. Chúng ta có những mô hình điển hình hàng tỷ, rất phấn khởi. Trong 25 năm tái lập tỉnh, sự nghiệp giáo dục đào tạo tiếp tục phát triển cả về quy mô và loại hình theo hướng chuẩn hóa, phù hợp, đáp ứng ngày một tốt hơn nhu cầu giảng dạy và học tập trong tình hình mới. Năm 2017, Diễn đàn Giáo dục Toàn cầu tổ chức tại thủ đô Toronto, Canada. Cô giáo Trần Thị Thúy, giáo viên tiếng Anh trường Trung học Phổ thông Đức Hợp, huyện Kim Động đã xuất sắc giành giải đặc biệt, ghi thêm một dấu son chói lọi về trí tuệ của người Việt Nam trên bản đồ giáo dục thế giới. Khi mà nghe đến nói đến từ xuôi, đấy là mọi người đã rất là vui sướng rồi. Cảm xúc như là vỡ òa đấy, tôi được cầm cờ của Tổ quốc, tôi được cầm cờ của Việt Nam, đứng cùng với cả các bạn bè quốc tế trong cái vinh danh cho cái giải cao nhất của diễn đàn. Thấm nhuần phương châm, phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, xây dựng đảng là nhiệm vụ then chốt. Trong những năm qua, công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh được Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh đặc biệt quan tâm, đẩy mạnh đồng bộ, toàn diện gắn với xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Thường trực, Ban thường vụ, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh luôn bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư để ra các giải pháp thiết thực, hiệu quả, mang tính chất trọng tâm, đột phá nhằm thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội 13 của Đảng. Nhằm đạt được cái mục tiêu là phát triển Hưng Yên trở thành tỉnh công nghiệp hiện đại, nông nghiệp hiệu quả, công nghệ cao, đến năm 2045 trở thành thành phố thông minh, giàu đẹp, hiện đại, trung tâm của vùng châu thổ sông Hồng. Để đạt được cái mục tiêu này thì Đại hội lần thứ 19 của Đảng bộ tỉnh Hưng Yên đã đề ra là tập trung thu hút các doanh nghiệp lớn, các dự án đầu tư lớn ở trong và ngoài nước, đẩy mạnh phát triển đồng bộ
hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội, mà trọng tâm là hệ thống giao thông và hệ thống hạ tầng đô thị. 190 năm kể từ ngày thành lập tỉnh, đặc biệt là từ khi có Đảng lãnh đạo, Đảng bộ và nhân dân Hưng Yên luôn đoàn kết bên nhau, sáng tạo, phát huy lợi thế, phát huy nội lực, tranh thủ thời cơ, nỗ lực phấn đấu và đã giành được những kết quả rất đáng trân trọng. Những thành tựu và kết quả ấy đã và đang trở thành động lực, nền tảng, hành trang, niềm cổ vũ động viên to lớn để Đảng bộ và nhân dân Hưng Yên tiếp tục vững bước hướng tới tương lai, xứng danh với tên gọi mà vua Minh Mạng đã đặt cho: Hưng Yên, vùng đất hưng thịnh và bình yên.